Rồi, lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp đảo đã quay lại với mấy cửa hàng của Hành Hợp rồi mấy cưa xích nha. Thì hôm nay em nhanh có lên cho mình lô cưa xích 10 máy nha. Đó, anh chị chú bác mình có thể xem những cái dạng nào mà nó phù hợp với mình đó thì mình chốt đơn nha. Nói chung hôm nay em hát chứ cũng rất là vui nha em. Có anh khách mua máy mà dạng như đeo lưng, nhưng mà máy đeo vai đó, thì khách mới nói là anh không thấy em lai máy đeo lưng. Em có không gửi qua Zalo cho anh xem. Anh cũng không biết em đâu, tại vì có anh ở xóm anh mua máy thì anh giới thiệu, anh nói là cửa hàng này bán hàng nói chuyện đâu ra đó, một là một, hai là hai, cái nào thay nó thay, cái nào ghim nó ghim, mà máy xài rất là chất lượng đó. Anh khách mà anh giới thiệu là anh nói là tôi xài máy đây mấy năm rồi đó, đó bởi vậy người ta mới mạnh dạn người ta giới thiệu giùm mình đó. Bởi vậy em nhanh nói là em nhanh bán hàng với uy tín là đặt hàng đầu ha, mà khách người ta giới thiệu giùm cho em cũng không biết anh giới thiệu đó là anh nào luôn, tức là đâu có hoa hồng qua gì đâu, không có mượn ai giới thiệu, người ta cảm nhận được cái sự chất lượng từ cửa hàng đó, rồi người ta giới thiệu giùm cho em thôi đó. Cho nên mấy anh cũng mạnh dạn mua máy đi, bên em bán hàng là bên em cho thử máy trước khi nhận đó. Đó, cửa hàng của em địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Em ở giờ tại chợ Trung Hưng ha, hay còn gọi là chợ Ngã Tư hồi xưa đó. Ở cho nên anh chị chú bác mình có mua máy hoặc đến tại nơi để xem máy thì cứ gọi điện ha, em hướng dẫn cho mình đến đây nha. Thì hôm nay anh lên cho mình lô cưa xích nha, mấy anh giá tầm 1,5 triệu cây trở lên nè. Bên em có là Makita nè, kế đến là Tanaka nè, đó kế tiếp là cây Hitachi nè, Echo GC35A nè, đó Ryobi 38 nè, GX 3500 nè. Đây xuống dưới đây thì có nào là Cinewa 405 nè, Zenon Komatsu 405 nè, một cây Optin 180 nè, đó. Và kế tiếp là cây Cinewa 350, Cinewa 393 nha em. Hôm nay em lên Cinewa khá nhiều, làm gì làm cũng trang được một cây Optin cho mấy anh ha. Đó. Rồi mấy anh mua hàng thì mấy anh liên hệ số điện thoại bên đây giùm em nhanh nha, 0913 136620. Số này có Zalo nha em, Zalo tên là cửa hàng Hành Hợp ha. Hỗ trợ tư vấn chốt đơn, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật máy đó, hỏng hóc này kia nọ là số này hết đó. Thì một cái cưa mà em nhanh báo giá là em nhanh đã bao ship tới nhà kèm phụ kiện 4 món nha. Thì em nhanh sẽ cho 4 món này. Đây, đầu tiên là một cái dít chỉnh xăng, thứ hai là một tiết mở bugi, thứ ba là một cái bao lam ghim, và thứ tư là một cây dũa. Nhìn cho chào 4 món này nha. Đó, và kèm là bao ship tới nhà. Và những cây cưa mà em nhanh báo giá ở đây là khi mà mấy anh chốt đơn thì chốt cho đúng mã. Hôm nay em nhanh lô like lô chữ A, coi từ từ mình chốt nha mấy anh, từ A1 đến A10, thích mã nào chốt mã đó giùm em. Xong rồi mấy anh gửi địa chỉ cụ thể, em nhanh sẽ gửi hàng tới nhà cho mấy anh. Rồi hàng tới nhà thì mấy anh được quyền tháo hàng ra kiểm tra cưa cây cách nổ ngon lành mới nhận hàng nha, và trả tiền cho người giao hàng ha. Và những cái hàng mà em nhanh giới thiệu ở đây là em nhanh không có lấy cọc nha, cho nên anh chị chú bác mình cứ mạnh dạn chốt đơn đi, rồi em nhanh gửi cho, không có sợ bị lừa gạt hay làm gì đâu, an tâm đi. Rồi thì cái này là nhớ em nhanh bán thêm nha mấy anh, nhớ bán thêm. Và tỷ lệ đối với máy cưa là 1 lít xăng mấy anh pha giùm em 60cc nhớt 2 thì. Hồi nãy có một anh khách điện cho em, em nhanh ơi sao mà anh chạy cái máy cưa nó chết bugi hoài à, em xem em bị gì. Cái em mới hỏi ảnh cho anh ơi, xăng với nhớt anh pha sao? Ảnh nói 1 lít xăng anh pha có 20cc nhớt à. Mà từ hồi đâu 5-6 tháng gì trước em bán cưa cả năm gì trước mà, là em hướng dẫn tỷ lệ xăng pha nhớt rồi là 1 lít xăng 60cc nhớt, mà không chịu chú ý pha có 20 nó không sọc nồng là mai đó, nó mới có chết bugi và chạy ít đó nha. Đó, cho nên mấy anh nghe cho kỹ là cái khâu xăng pha nhớt nó rất là quan trọng nha anh. Máy chạy bền hay máy hư hay không là nó quyết định ở khâu xăng pha nhớt đó. Đó, và cái nhớt mà em nhanh bán nó có cái miêu bên hông cho mình lường nữa, 20, 40, 60 là 60 mà anh pha cho lít xăng, pha như vậy máy chạy cho nó mướt nó mượt nghe em. Đó, mà chỉ có 100.000 thôi, anh xài cực kỳ là lâu luôn. Và bây giờ đó là bên em nhanh sẽ nhờ thợ tết nổ cho mình ở từng cây cương nha. Gì sao có chảnh đi thì em lên dữ vậy, anh ở chỗ vỏ thì sao chị em hỏi mấy đứa. Ủa ăn kẹo có sọt ghét cho nó trời ơi, nhân viên vui vẻ lắm bởi anh Tâm đi trời, nó dám chống tao. Thank you.
mua mua tươi chưa câu được. Rồi em sẽ căng cây cưa này coi nó mấy ký nha mấy anh. Dạ 4 ký nha, 5 ký nha mấy anh. Rồi chiều dài cái lam nè, 4 tấc nè. Đó. Một cây cưa đến từ thương hiệu Makita, máy này thì nó ốc sắt nha mấy anh. Cho nên nó bị chốc nước sơn nhẹ nhẹ ở đây ha. Đó. Hai góc lam còn khá đẹp ha. Tôi chặn xích nữa nè. Cái này thì nó sử dụng xích chuột mà cái cọng xích nó còn ra khá dày nha mấy anh. Mặt cắt cũng còn rất là đẹp đó, mặt tiền nữa nè, cái con ốc mà tăng đưa vô xích dây sên nó nằm ở trong ha, le gió nè, đóng e thì mình kéo ra, mở e thì mình đẩy vô, cái nắp mà nhớt lam nó nằm phía sau ha, nắp xăng pha nhớt nó nằm phía trước đó, tắt nè, tắt là đẩy xuống, mở là đẩy lên, rồi có giữ ra lớn rồi luôn nha mấy anh. Máy này cưa cây đồ mấy nhánh tỉa cành đồ ok. Mã này bán 1,5 triệu thôi nha mấy. Mấy anh chốt cho em nhanh mã A1 1,5 triệu. Rồi, kế đến là cây Tanaka nè. Chiều dài cái lam 4 tấc luôn nha mấy. Cái gì cũng 4 hết. Đây Tanaka. Xài gia đình là ok và đặc biệt là hạ cây đứng được luôn ha. Mà khi mà mình hạ cây đứng mình phải có cái thế của mình là mình cưa nửa cây thôi, còn mình đứng bên kia mình xô qua nha. Thì nó sẽ nhanh hạ được nó nhẹ cho cây cưa hơn. Cưa này nó xài xích 91 nha mấy. Mà cắt còn đẹp khá dày ha. Đó. Và đặc biệt là con ốc mà tăng đưa dây xích dây sên nó nằm trên lam luôn nha. Chẳng xích nè. Đó, Tanaka 33cc nồng 37 ly ha. Tắt nè, mở là mình đẩy lên. Con ốc mà để tăng đưa nhớt lam ra nhiều ít là con ốc màu trắng này nè. Nó về dấu cộng là ra nhất nhiều và nó về dấu trừ là ra nhất ít ha. Mặt tiền đó nè, anh thấy đẹp chưa. Cái máy này thì cái nắp xăng pha nhớt nó nằm ở đằng trước, cái nắp nhớt lam nó nằm ở đằng sau ha. Vú bơm phụ nữa nè, đầy đủ hết. Mà em bán chưa có 1,8 triệu thôi. Mà anh chốt máy này chốt cho em nhanh mã A2 giá 1,8 triệu đồng. Rồi cái đó là cái Hitachi nè. Một cây Hitachi công suất là 35cc nồng 38 ly ha. Đó, làm cái chữ Hitachi mà nó hơi mờ nhẹ nha mấy anh. Còn cực kỳ là dày dặn nha. Đó, này sử dụng xích chuột nè. Con ốc tăng đưa xích dây sên nó nằm ở trong ha. E gió nè. Nắp phía trước là nắp xăng pha nhớt nha, nắp phía sau là nắp nhớt lam. Cái chụp giật nó nè, 35cc rồi luôn ha. Quá đẹp. Cưa này nè. Nên hai con ốc giữ nó nhất ốc làm ha. Đó. Hitachi giữ ra lớn nè, tắt nè, mở là mình đẩy lên nha. Mã này chốt cho em nhanh là mã A3 nồng 38 ly 2,1 triệu đồng. Đó, mé nhánh tỉa cành hại cây đứng vô tư nha mày, tới 35cc là mà dòng máy tao nó gọn thôi. Kế đến là cây Echo GC35A.
tư, chiều dài cái lam nè, ba tấc nha mẹ. Đó, quá trời gọn cho cái cưa này luôn. Đó, nào kiếm cưa mà gọn nhẹ ha. À, cộng điểm nè, e tự động nè, vú bên phụ sát bên nè, rồi có khóa xích luôn. Đó, cái này thì cái cưa này echo nghe mẹ, à, echo. Rồi hai cái lam nó còn chữ echo luôn, quá đẹp này, sử dụng xích 91 nha. Đó. Nắp nhớt lam, nắp xăng pha nhớt ở phía sau, nắp nhớt lam thì nó nằm phía trước ha. Đó, made in Japan đó nè, các anh nhìn kỹ đi, chạy cực kỳ là lợi xăng ha, nồng đứng là nó siêu nhẹ rồi nè, tắt nè, mở nè. Đó, có khóa xích rồi luôn, siêu nhẹ. Anh nào kiếm mà cưa mà nó nhẹ nhẹ gọn gọn để xài gia đình thì mình chốt mã này A4 dùm em nhanh, 38 ly, 2.400.000 đồng. Ủa hôm nay lô 11 con chứ mẹ nó có 10 hả? Gilby. Cây cưa nồng 40 ly nha. Tính từ thương hiệu Ryobi 3835. Mà cắt còn dày đẹp ha. Cái này nó sử dụng xích 91 nha. Đó. Đóng e. Mở e là đẩy vô ha. Tắt mở nè. Chú bơm phụ nè. Đó, và đặc biệt đồng máy quá đẹp. Lóc máy nè. Nó có khóa xích luôn nghe em. Rồi mã này chốt cho em nhanh, mã A5 nồng 40 ly, giá là 2.400.000 đồng ha. Rồi em nhanh sẽ sang mã cái tiếp. Hải đâu Hải? Trời là chờ. Cái gì? Rồi, cái mã cái tiếp nha em. Cây cưa đến từ thương hiệu Kiwit nha. Đó. Chụp giật rất là đẹp nha mày. Tắt nè. Tắt là đẩy xuống, mở là đẩy lên, giữ ra lớn rồi đầy đủ nha. Đó. E gió nè mày ơi, đóng e là mình kéo ra nha. Mở e là mình đẩy vô. Một cây cưa echo nồng đứng ha. Dòng này thì nó sử dụng xích là xích chuột nha. Lam còn quá đẹp, lam Latin nha mày. Nó chắc muốn sơn rồi thôi. Lam Latin rất là dày luôn đó nè. Ăn xích con này đủ nha. Một tiền nữa nè. Made in Japan. Cái này nó có khóa xích luôn nha em. Đó. Cái nắp xăng pha nhớt thì nó nằm ở đằng sau. Còn cái nắp nhớt lam thì nó nằm ở đằng trước. Đó, đầy đủ luôn. Mã này là nằm tới 38 ly lận mấy anh chốt thì chốt cho em nhanh mã A6. 38 ly giá là 2.500.000 nha em. Rồi.
Rồi kế đến nè. Nổ quá sướng mà tình rất là giòn ha. À, trọng lượng 6,5 kg nè, chiều dài lam 4 tấc 7 50. Cái dòng máy này mà để hạ cái đứng là không còn gì để bàn cãi nữa ha, chạy siêu bền siêu lại xăng nha. Xin đem qua 405 nha. Nên nó sử dụng xích là 325 nha mà. Nhìn kỹ cái lam nó còn chữ xin đem qua nè. Cái này sử dụng lam Latin nè. Máy này thì chạy quá chuẩn rồi. Cái này thì mấy anh nào mà cưa cây số nhiều, cưa cây lớn rồi hạ cây đứng thì nhìn thì cũng biết rồi ha, không cần em nhanh phải nói nhiều nha. Rồi mã này thì chốt cho em nhanh là mã A7 nòng 40 ly, 2.600.000 đồng. Rồi kế đến là cây G405. Ha. Lam là dài nó 4 tấc 6. Đó. G405 nha em anh. Đó, xenon. Đẹp, rất là đẹp nha em anh. Hạ cây đứng là vô tư nha, nồng tới 40 ly lận. Đó. Giữ ra lớn nè. Đóng e mở e nè. Quá đẹp, và cái này cái lam nó còn chữ xenon luôn. Này nó sử dụng xích cũng 325 ha. Lam là lam Latin. Có xi gỗ rồi luôn. Đây. Tăng đưa dây xích dây sơn nằm trong đây ha. Nắp mà nhớt lam thì nằm phía dưới, nắp xăng pha nhớt nằm phía trên ha. Rồi, mã này thì quá đẹp, quá xịn sò, chốt thì chốt cho em nhanh mã A8 nòng 40 ly, 2.800.000 đồng ha. Rồi cái đó là Cinewa 180 chắc. Em xin lỗi, 4,7 kg. Làm nó siêu ngắn, 3 tấc 3 nha mà. Một cây cưa hết tin siêu gọn nhẹ nha, 018 em anh. Chính xác là nó là 018. Cây cưa này mà mấy anh muốn giật máy nó nhẹ ha, mấy anh có cái nút đen này nè, mấy anh bóp vô giùm em. Giật nó rất là nhẹ nha, giống như là phiên bản xả cò đó. À, giật nhẹ như trợ lực vậy đó. Rồi có thêm cái nữa là con khóa xích ha. À, con ốc mà tăng đưa dây xích dây sơn là nó nằm trên đây. Này làm nó sử dụng là xích 91 nha em anh. Lam còn chữa ấp tin luôn đó, sữa gỗ nó nè. Này là nhớt lam nè, này là xăng pha nhớt nha. Đó, xăng pha nhớt thì nó nằm phía sau, bình xăng lớn nó nằm phía sau luôn. Công tắc với cái e nó nằm một chỗ ha, tắt máy nè, mở nè. Còn đóng e thì mình phải bóp cò nghe em, bóp cái cò mình đẩy nó xuống mình mới đóng e được. Xong rồi phải không, mình mở e bóp cò giùm em bé nữa đó. Cái mình kịp được ấp tin cũng cực kỳ là xịn sò, quá đẹp. Mã này chốt cho em nhanh mã A9 38 ly, giá là 3 triệu ha. Rồi giật giùm cái nữa coi.
giật cho nó nhẹ nè, xả cò giật rất là nhẹ nha em ơi, đó thấy không, đó rồi. Cái đó là xin đi qua 350. Qua 350 ha. Đây còn 350 nè. Chốc mức sơn nhẹ đây em sao bán cái này rẻ cho em ăn. Cái này thì bên em nó lên xích mới xích chuột. Xin lỗi 325 nha em anh, rất là dày nha. Đó, lam thì lam Latin luôn. Này cương canh hát và vô tư ha. Ốc bắt lam, nhất lam đồ đầy đủ nha. Công tắc nè, mở nè. Kiểu ra lớn nè. Cây này là hạ cây đứng vô tư nha. Nó, áo nó giờ nó chạy áo sắt cho nên là nó chống muốn sơn nhẹ nha mấy anh, chứ máy móc là bao diêm toàn tập nó không có bị gì đâu mấy anh, an tâm chốt thì chốt cho em nhanh. Mã A10 nồng 38 ly, giá là 3.100.000 đồng. Mình cũng bóp cái này vô này mấy anh, gọi là xả cò nè. Đó, nhiều ha. Rồi, đo cái căng cái cưa này nha. Siêu nhẹ mấy anh ơi, đúng là nồng đứng có 5.1 kg à. Chiều dài cái lam nè. Lam này dài 4 tấc 6.50. Cưa xin đi qua 393 nha mấy anh. Tắt nè. Mở là đẩy lên nha. E gió nè, e tự động ha. Lam Latin có tản nhiệt nha. Sử dụng xích này, xích 325 ha. Tản nhiệt cho cái lam ấy mà, để cho nó đừng có bị nóng. Đó. Rồi mấy anh nào muốn dịch nhẹ thì mình bóp cái này vô. Rồi đó là xả cò đó. Siêu gỗ đồ đầy đủ nha. Quá đẹp. Máy này thì nắp nhất lam là nắp màu đen, nhấp xong qua nhớ là nắp màu hồng ha. Made in Japan nè. Đồng đứng má này trả dùm em 3.2 triệu nha em anh. Chốt mã đơn là A11 ha, giá là 3.200.000 đồng. E tự động, đồ xịn sò luôn ha. Rồi cho em chào và hẹn gặp lại, tạm biệt.